Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng giá vé máy bay nội địa tăng cao, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu vụ vận tải Cục Hàng không Việt Nam ra soát kiểm tra, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định. Nhằm kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay, góp phần bình ổn giá, đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương ra soát, kiểm tra ngay việc thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Trường hợp phát hiện bất thường kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá của các hãng hàng không, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định. Bộ Giao thông Vận tải cũng giao vụ vận tải chủ động theo dõi, kịp thời tham mưu bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách, bình ổn giá vé trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, quyền lợi của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định, đặc biệt là dịp cao điểm hè sắp tới. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc khắc phục tồn tại hạn chế trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên toàn quốc, việc kiểm tra xong trước ngày 20 tháng 11 năm 2024. Theo đó, Thanh tra Bộ, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam thành lập các đoàn kiểm tra việc khắc phục các tồn tại hạn chế và thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của các sở giao thông vận tải. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả khắc phục các tồn tại hạn chế, đồng thời qua kiểm tra cũng xác định trách nhiệm, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải và đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng xe ô tô dừng đỗ đón và trả khách, nhận trả hàng hóa không đúng quy định tại khu vực từ vòng xuyến cầu Nguyệt Viên đến vòng xuyến Bixi, thành phố Thanh Hóa diễn ra phức tạp, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đã từ lâu, khu vực như Bixi, đại lộ Hùng Vương và chân cầu Nguyệt Viên là những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định đón trả khách và nhận trả hàng hóa. Việc dừng đỗ xe tùy tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường. Để chấn chỉnh tình trạng này, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa đã phân công các tổ tuần tra lưu động luân phiên để ngăn chặn, xử lý các phương tiện vi phạm. Ngoài việc xử phạt trực tiếp, lực lượng chức năng còn xử phạt nguội bằng những video và hình ảnh do tổ công tác ghi lại hoặc từ nguồn nhân dân cung cấp, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý triệt để. Tính từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa đã xử phạt hơn 200 trường hợp xe khách vi phạm đậu đỗ không đúng quy định tại khu vực này. Đa phần là lái xe và chủ xe là luôn sử dụng bằng cái hình thức chớp nhoáng, tức là dừng lại và mở cửa cho khách lên xe, sau đó là tiếp tục di chuyển. Nó rất khó trong cái công tác là tuần tra kiểm soát xử lý để phát hiện trực tiếp đối với những trường hợp vi phạm trên. Thay bằng đó thì đợt vừa qua thì chúng tôi cũng đã có văn bản tham mưu cho giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo công an thành phố để đề xuất được sử dụng hình ảnh phạt xử lý nguội đối với những trường hợp vi phạm đón trả khách và đậu đỗ trái quy định ở trên cái tuyến khu vực quốc lộ 1A và trên khu vực vòng xuyến Nguyệt Viên và vòng xuyến Bixi, để thứ nhất là giảm tải tối thiểu cái việc xảy ra tai nạn giao thông ở trên hai khu vực này. Thứ hai nữa là cũng không gây làm mất trật tự. Mặc dù các lực lượng chức năng thành phố đã quyết liệt và đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, song lợi dụng thời gian diễn ra ngắn nên các lái xe vẫn cố tình dừng đỗ trái phép để đón trả khách hoặc hàng hóa ở những khu vực này. Hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định khu vực Bixi, đại lộ Hùng Vương và chân cầu Nguyệt Viên sẽ khó xử lý triệt để khi người dân vẫn đón xe dọc đường, bất chấp nguy cơ mất an toàn cho bản thân và người khác. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.